Kính chào quý vị, chúng ta lại đến với chương trình Kiến thức khuyến công. Là một thôn nằm trong xã Bát Tràng, Giang Cao cũng là làng nghề gốm sứ nổi tiếng. Địa phương này luôn được đánh giá cao, không chỉ từ những sản phẩm được thiết kế ra mà còn là sự kế thừa, sáng tạo và hỗ trợ lẫn nhau. Sự ra đời của câu lạc bộ gốm sứ Giang Cao là một ví dụ. Là một nghệ nhân trẻ tại làng nghề gốm sứ truyền thống Giang Cao, anh Nguyễn Thủy Dương đã kế thừa những tinh hoa, cùng đó là những tài năng để phát triển ra một dòng sản phẩm theo xu hướng riêng. Nó được gọi là gốm Tín Ngưỡng. Đó cũng là nội dung sẽ được đề cập trong phóng sự của chương trình. Chuyên mục đối thoại, chúng ta sẽ cùng gặp ông Lưu Duy Dần, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam, để tìm hiểu thêm về vấn đề làm thế nào để phát huy tinh hoa của các làng nghề truyền thống. Còn sau đây là chuyên mục Bạn có biết. Vừa qua, Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Thương hiệu Làng nghề, Hiệp hội Làng nghề Việt Nam phối hợp với Sở Công Thương Thái Nguyên tổ chức hội thảo nâng cao năng lực cạnh tranh ngành thủ công mỹ nghệ trong điều kiện hội nhập. Trong bối cảnh hội nhập, trước sức ép của thị trường, nhiều làng nghề có nguy cơ bị mai một, đặc biệt là làng nghề thủ công mỹ nghệ. Những khó khăn trong phát triển làng nghề đặt ra yêu cầu nâng cao sức cạnh tranh cho làng nghề thủ công mỹ nghệ, đặc biệt là hàng thủ công mỹ nghệ xuất khẩu. Để khuyến khích ngành thủ công mỹ nghệ nói chung, đặc biệt là các nghề thủ công mỹ nghệ phát triển, nhiều đại biểu tham dự hội thảo cho rằng cần có sự thay đổi mạnh mẽ về phương thức sản xuất tại các làng nghề hiện nay bằng cách ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất trên cơ sở vẫn giữ được các yếu tố văn hóa truyền thống trong sản phẩm. Bên cạnh đó, định hướng phát triển chung cho thấy cần thành lập hợp tác xã kiểu mới, tạo cầu nối giữa các cá nhân tập thể trong làng nghề, tạo mối liên kết bền vững trong quy trình sản xuất, tiêu thụ như vốn, nguyên liệu, quảng bá sản phẩm và thị trường. Mới đây, tại Trung tâm tỉnh Thái Nguyên đã khai mạc hội chợ triển lãm Mỗi xã, mỗi phường một sản phẩm và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao khu vực Trung du miền núi phía Bắc Thái Nguyên năm 2018. Hội chợ là hoạt động xúc tiến thương mại quan trọng, góp phần quảng bá các sản phẩm hàng hóa có uy tín chất lượng tới đông đảo người tiêu dùng, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tiếp tục khai thác, đánh thức những sản phẩm tiềm năng thế mạnh của các địa phương. Đây cũng là dịp tôn vinh những sản phẩm nông lâm thủy sản Việt Nam có chất lượng uy tín trên thị trường trong và ngoài nước và những sản phẩm thủ công mỹ nghệ tiêu biểu của các làng nghề, phố nghề và là cơ hội để các địa phương giới thiệu sản phẩm thế mạnh của mình để thu hút đối tác và các nhà đầu tư. Thưa quý vị và các bạn, ở nước ta có hàng trăm, hàng ngàn làng nghề đang đứng trước nguy cơ bị mai một. Trong những năm gần đây, nhờ sự hỗ trợ từ nhiều phía thì các làng nghề này đã khởi sắc trở lại. Thế nhưng làm sao để phát triển được tinh hoa từ những bàn tay nghệ nhân của các làng nghề thì đó là vấn đề cần quan tâm. Hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay ông Lưu Duy Dần, Chủ tịch Hiệp hội Làng nghề Việt Nam để trao đổi thêm về vấn đề này. Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình ạ. Thưa ông, hiện nay thì các làng nghề dưới sự hỗ trợ từ nhiều bên đã phát triển trở lại và có phần khởi sắc hơn. Những sản phẩm từ các làng nghề này đã có chỗ đứng trên thị trường quốc tế. Thế nhưng trong hiện tại thì chúng ta cần phải làm như thế nào để phát huy tiếp và phát huy thêm nữa những tiềm năng từ các làng nghề này? Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn đã công bố chính thức cả nước chúng ta hiện nay có 5.411 làng nghề và làng có nghề. Trong đó có gần 2.000 làng nghề đã được công nhận là làng nghề truyền thống. Đặc biệt thủ đô Hà Nội chúng ta khi sát nhập với Hà Tây thì chúng ta có 1.350 làng. Trước đây cũ thì chúng ta chỉ có 60 làng thôi. Trong 1.300 làng đó thì phải nói rằng là phần lớn các sản phẩm đặc bản và đa diện thì Hà Nội chiếm đa số. Chúng ta có 53 nhóm nghề cả nước thì Hà Nội có 52 nhóm. Và nhà nước đã phong tới 17 nghệ nhân nhân dân thì Hà Nội có 11 vị. Và 105 nghệ nhân ưu tú thì Hà Nội có 67 vị. Như thế để nói rằng Hà Nội chiếm cái tỷ lệ rất cao về các cái dòng thủ công mỹ nghệ nổi tiếng của đất nước. Có thể nói là thủ đô Hà Nội nằm ở cái nơi hội tụ, giao lưu, kết tinh, tỏa sáng nghề truyền thống Việt Nam. Thì trong đó phải nói vai trò của các làng nghề truyền thống nổi tiếng như là Lụa Vạn Phúc, rồi thì Bát Tràng, Giang Cao của chúng ta cũng là một dòng gốm rất đặc biệt. Thế rồi Chu Đậu cho đến các làng nghề thêu bất động, Sơn Mài, Hạ Thái, vân vân. Nói thế để nói rằng là cái triển vọng phát triển của làng nghề chúng ta đang có rất nhiều triển vọng. Chứ đồng thời khi hội nhập chúng ta đang vướng rất nhiều. Đặc biệt là cái nghề thủ công của chúng ta đang chậm lại, chưa có gì sáng tạo. Chúng ta thấy hiện nay ở trên thị trường, cái số nghề thủ công của Trung Quốc
Thái Lan và một số nước ở đây tràn ngập trong chúng ta. Mà họ có thể nói rằng họ làm rất đẹp, họ làm rất kỹ. Và ta thì lại chững lại. Rồi thì ngay cả thổ cẩm, tôi vừa rồi đi Thanh Hóa, Hòa Bình và các tỉnh phía Nam thì tôi thấy rất là đáng phải suy nghĩ. Cho nên là chúng ta đang phải tìm ra một lối đi mới là của cái thế hệ trẻ. Mà chúng ta nói đến những thế hệ như kiểu là gốm Giang Cao, anh em mở Chu Đậu hay những sản phẩm của đồ gỗ thì rất là quan trọng. Làng gốm Bát Tràng được thành lập sau khi vua Lý Thái Tổ rời đô từ Hoa Lư ra thành Đại La nhằm phục vụ cho việc xây thành quách, cung điện, công trình tâm linh của kinh đô Thăng Long. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, nghề gốm sứ lúc thịnh lúc suy, song các thế hệ người làng Bát Tràng vẫn giữ nghiệp tổ của cha ông, lò nung ngày đêm đỏ lửa để tạo ra những sản phẩm tinh hoa gốm Việt. Người Bát Tràng đã thổi vào các sản phẩm gốm niềm đam mê sáng tạo, những nét văn hóa riêng của làng nghề. Sản phẩm gốm Bát Tràng luôn được cải tiến về mẫu mã, tạo dáng có chất lượng ngày càng cao, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong nước cũng như quốc tế. Nhắc đến nghề gốm sứ truyền thống, người ta thường hay nghĩ đến gốm Bát Tràng. Hầu như không ai biết bên cạnh Bát Tràng có một làng gốm Giang Cao. Không có lịch sử lâu đời tới cả vài trăm năm như gốm Bát Tràng, song gốm Giang Cao lại có sức bật trẻ của một làng nghề 60 năm tuổi đã được công nhận là làng nghề truyền thống của Hà Nội. Tại làng gốm Giang Cao, hầu hết các nghệ nhân đều là những người trẻ tuổi. Họ xuất thân từ những gia đình có truyền thống làm nghề gốm ở Giang Cao. Họ hiểu rằng, trước thực tế phải phát huy gìn giữ nghề truyền thống, cần phải có những hoạt động hỗ trợ giữa các cơ sở sản xuất. Trước kia thì làng Giang Cao thì cũng có thành lập một cái ban vận động và phát triển làng nghề. Đấy thì sau một thời gian hoạt động thì ban đầu thì cũng làm rất tốt, nhưng mà sau thì cũng không hiệu quả lắm. Thì được Ủy ban nhân xã thì cũng có cái chương trình và cái làng nghề Giang Cao cũng phải có một cái tổ chức. Là một người con của Giang Cao, nghệ nhân Nguyễn Quý Sơn khá năng động trong việc tìm tòi, sáng tạo sản phẩm mới và trên hết là nặng lòng với việc phát huy và duy trì nghề truyền thống mà cha ông đã để lại. Anh đã tập trung nghiên cứu và sản xuất dòng gốm nghệ thuật Mosaic trong xây dựng. Sản phẩm của anh đã được thị trường chấp nhận và thể hiện cụ thể là những đoạn tác phẩm trên con đường gốm sứ Thăng Long, Hà Nội. Sự năng nổ, nhiệt tình của nghệ nhân Nguyễn Quý Sơn cũng đã thuyết phục được các nghệ nhân trẻ tuổi Giang Cao, những con người đang mang trong mình nhiệt huyết giữ nghề và sống vì nghề. Cái câu lạc bộ này là mới đầu anh em chỉ nghĩ là những người làm nghề với nhau thôi. Đấy, người làm nghề với nhau thành lập một câu lạc bộ. Thì cái câu lạc bộ thì cái mục đích để hỗ trợ anh em trong về nghề nghiệp, giao lưu, học hỏi, kinh nghiệm với nhau. Thì chúng tôi cũng có làm ra những cái quy chế hoạt động, chia nhau ra cái công việc, rồi hỗ trợ anh em về kỹ thuật. Xong làm những cái mục đích là để phát triển cái làng nghề gốm sứ truyền thống Giang Cao. Câu lạc bộ làng nghề truyền thống gốm sứ Giang Cao Bát Tràng Hà Nội chính thức được thành lập. Với mục đích và tiêu chí tập hợp được tiếng nói chung trong cộng đồng các doanh nghiệp, các hộ sản xuất kinh doanh dịch vụ trong làng nhằm tổ chức và khai thác có định hướng về tiềm năng thế mạnh của làng nghề. Đồng thời là thành viên chính thức của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam. Sau 3 tháng tuyên truyền vận động đã thu hút được trên 90 thành viên gồm các công ty doanh nghiệp, các hộ sản xuất tiêu biểu của làng nghề. Tuy nhiên, vạn sự khởi đầu nan, để có kết quả như hiện nay, thời gian đầu vận động là rất khó khăn. Rất khó khăn, nhưng mà anh em cũng rất quyết tâm, cũng thì cũng quy tụ được khoảng độ 100 thành viên. Đấy thì cũng có cái ban chủ nhiệm nó khoảng 13 thành viên. Đấy thì nói về cái tổ chức thì nó cũng nhiều cái rất phức tạp, nhưng chúng tôi quyết tâm mục tiêu là tất cả vì phát triển làng nghề, vì phát triển cho câu lạc bộ. Tôi cũng phải cố gắng đi vận động anh em và phải vận động hết mình, tất cả vì cái làng nghề. Là một thanh niên trẻ nhiệt tình tham gia vận động câu lạc bộ làng nghề truyền thống từ thời gian đầu, anh Nguyễn Phúc Hưng, chủ cơ sở gốm sứ Hương Hòa, đã phát triển sản phẩm của mình theo hướng gốm sứ gia dụng. Các mẫu mã của anh ngày càng đa dạng với chất lượng tốt hơn. Những điều đó
bên cạnh sự nỗ lực tìm tòi của cá nhân, những thông tin hỗ trợ, trao đổi qua hoạt động của câu lạc bộ làng nghề truyền thống cũng mang lại hiệu quả cho sản xuất của doanh nghiệp. Tham gia câu lạc bộ có rất nhiều lợi ích, đó là được nâng cao tay nghề, học hỏi nghề và được giao lưu sản phẩm. Cũng mới được thành lập thôi nhưng anh em trong câu lạc bộ hoạt động rất là mạnh, rất là nhiệt tình và trao đổi kinh nghiệm sản xuất với nhau từ cách nung đốt, rồi phối lại nguyên liệu, sản phẩm, về mỹ thuật sản phẩm. Anh em chúng tôi đã được trao đổi và được rút kinh nghiệm, được nâng cao được tay nghề, nâng cao được chất lượng sản phẩm cũng như là cái tính thẩm mỹ cho sản phẩm. Nó sẽ mang được cái đặc tính đặc thù riêng của làng nghề gốm sứ. Đến nay, làng nghề gốm sứ Giang Cao đã định hình hướng phát triển sản phẩm của mình. Sản phẩm gốm sứ nghệ thuật trong xây dựng đã có mặt ở nhiều công trình lớn, mang lại vẻ đẹp riêng. Những công trình này không chỉ thể hiện được tính hiện đại mà còn mang trong đó cốt cách của nghề gốm sứ cổ truyền. Với các sản phẩm gốm sứ gia dụng Giang Cao cũng đã góp phần đa dạng hóa sản phẩm trong sự phát triển chung của dòng gốm sứ nổi tiếng từ bao đời nay trên mảnh đất Thăng Long. Câu lạc bộ hỗ trợ tất cả mọi thứ, ví dụ như là chúng tôi ý định tạo một cái gọi là danh mục sản phẩm, danh bạ sản phẩm cho làng nghề và mang cái hồ sơ năng lực cho các thành viên để giới thiệu cho các thành viên. Cái việc mà làm hồ sơ để cho các hội viên giới thiệu sản phẩm gọi là cái hồ sơ năng lực của hội viên đấy thì nó là cái điều rất tốt và chúng tôi cũng đang triển khai. Chúng tôi cũng mong muốn anh em tham gia câu lạc bộ để trau dồi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng sản phẩm, đưa tới khách hàng những sản phẩm có chất lượng tốt nhất, mang tính mỹ thuật và thẩm mỹ cao nhất và cũng mang cái đặc thù riêng, cái hồn riêng của đất Việt để nâng cao cái tầm giá trị của sản phẩm sứ Giang Cao nói riêng cũng như sản phẩm sứ Bát Tràng nói chung. Nhìn những người thợ ngồi say sưa chế tác những tác phẩm gốm, thật không thể không khâm phục những trí óc sáng tạo, những bàn tay tài hoa điêu luyện ấy. Sự ra đời của câu lạc bộ làng nghề truyền thống gốm sứ Giang Cao là một bước đi đúng đắn. Đây chính là yếu tố thể hiện sự gắn kết trong làng nghề truyền thống. Và chúng ta hy vọng các sản phẩm của Giang Cao sẽ luôn bắt kịp hơi thở của cuộc sống hiện đại nhưng vẫn mang đậm nét văn hóa dân tộc. Ông vừa nhắc đến thế hệ trẻ và nhắc đến gốm sứ của Giang Cao. Vâng, và với những thông tin mà chúng tôi biết được thì chúng ta đang thấy rằng là làng nghề gốm sứ Giang Cao đã có những cái hoạt động rất là thiết thực, đặc biệt cụ thể đó là hoạt động về thành lập câu lạc bộ làng nghề truyền thống Giang Cao. Vâng, và xin ông có thể cho biết việc hỗ trợ của Hiệp hội Làng nghề Việt Nam trong việc khuyến khích các hoạt động như vậy. Có thể nói rằng Giang Cao có truyền thống hỗ trợ cho cả hai mặt giữa Bát Tràng và Giang Cao. Nếu nói chính xác ra, chúng tôi hoạt động văn hóa nhiều năm ở Bộ Văn hóa, nhiều cuộc triển lãm để chứng minh rằng ví dụ như là nghệ nhân Lê Văn Cam hay là nghệ nhân Nguyễn Đức Dương, các cụ đã mất rồi. Nhưng đấy là những nghệ nhân thế hệ đầu tiên của Giang Cao và nó lại ảnh hưởng đến Bát Tràng rất lớn. Trong khi đó Bát Tràng chưa có những nghệ nhân nổi tiếng như vậy. Nói như thế để đó là xuất phát của hai cái hỗ trợ nhau. Bát Tràng Giang Cao là một về một cái dòng gỗ. Nhưng Giang Cao đang có những sự phát triển bật lên, nhất là những thế hệ trẻ. Họ đã ra đời một câu lạc bộ nghệ nhân gốm Giang Cao mà do ông Nguyễn Phi Sơn, nghệ nhân, là chủ nhiệm. Đồng thời bên cạnh đó một loạt các thợ giỏi nghệ nhân xung quanh đó thì cái sự phát triển nó rất là đa dạng và đem lại một cái hy vọng rất lớn. Gần đây chúng tôi đã có một cái cuộc triển lãm Ngày Hội Gia đình Việt Nam ở Vân Hồ thì Giang Cao một dòng gốm rất mới, đặc biệt đi vào cái gốm về gia dụng, gốm tâm linh và cái gốm có tính chất nghệ thuật để mà trang trí. Trong đó có 23 anh em là cái nghệ nhân trẻ hội tụ với nhau để làm nên cái này. Và họ đang đi những bước rất mới. Ví dụ như nghệ nhân Thùy Dương, nó có cái dòng gốm về lặn ra những tượng pháp của các đình chùa mà nó thay cho cái sự sai sát về đồ gỗ mà rất là đạt yêu cầu. Và những cái quà tặng của họ cũng rất là đa dạng. Nói như thế để nói rằng cái sức mạnh phát huy từ cái thế hệ già Lê Văn Cam, rồi Nguyễn Đức Dương và các thế hệ nhân tiếp theo đó. Gần đây thì bắt đầu có các nghệ nhân dân Trần Độ, rồi các nghệ nhân ưu tú Nguyễn Vũ Thắng, rồi thì Tô Thanh Sơn, Vương Mạnh Tuấn,
Đấy, là những người họ đang đi vào dẫn dắt thì Giang Cao cũng đang đua tranh. Cái mừng của chúng tôi thấy thì là cùng với cái một cái xã Bát Tràng thì đồng thời Giang Cao đã đứng lên, rất là đặc biệt là thế hệ trẻ kế tiếp các thế hệ nhân già đó thì đang ra những dòng gốm tiêu dùng trong nước rất đa dạng, và cũng là cái đón nhận đối với các khách quốc tế du lịch đến, họ cũng đáp ứng được yêu cầu đó. Đến với làng nghề truyền thống gốm sứ Bát Tràng, mọi người không thể bỏ qua một ngôi chùa mang tên Tiêu Giao Tự. Chùa Tiêu Giao được xây dựng từ thời Lý, trải qua nhiều thăng trầm biến cố, nhiều hạng mục kiến trúc của chùa đã không còn được nguyên vẹn như trước. Trước thực trạng đó, nhân dân xã Bát Tràng cùng với sự giúp đỡ của các tổ chức xã hội đã cho tiến hành xây dựng và quy hoạch tổng thể không gian kiến trúc cảnh quan của ngôi chùa. Đến với chùa Tiêu Giao, sau khi đã hoàn thành giai đoạn xây dựng và tu sửa, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy nét đặc biệt mới của ngôi chùa này, đó là từ kiến trúc bên ngoài như mái đao, cột trống hay các hoa văn trang trí của chùa đến các tượng thờ bên trong đều được làm bằng gốm sứ, mang đậm dấu ấn của làng nghề truyền thống. Chính chất liệu gốm sứ đó đã khiến ngôi chùa trở nên lạ và độc đáo. Mặc dù đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện, nhưng những sản phẩm các nghệ nhân trong làng nghề truyền thống đóng góp về đây, nhiều sản phẩm độc nhất vô nhị, không sản xuất hàng loạt ra thị trường. Theo các nghệ nhân trong làng, khi hoàn thiện, đây sẽ là ngôi chùa gốm sứ đầu tiên của Việt Nam. Trong sự đóng góp chung của các nghệ nhân trong làng nghề Giang Cao, điều đáng chú ý là những tác phẩm tượng gốm nguyên khối cỡ lớn được nghệ nhân tuổi đời còn rất trẻ chế tác, nghệ nhân Nguyễn Thủy Dương. Trong đợt phong danh hiệu nghệ nhân làng nghề năm 2017, 11 nghệ nhân ngành gốm sứ chủ yếu ở hai xã Kim Lan và Bát Tràng, huyện Gia Lâm, có anh Nguyễn Thủy Dương, thế hệ 8X, đang nối tiếp và phát huy nghề truyền thống của cha ông. Sinh ra và lớn lên tại Giang Cao, Bát Tràng, một làng nghề gốm sứ nổi tiếng, trong một gia đình có truyền thống làm nghề, tình yêu nghề gốm sứ đến với anh Nguyễn Thủy Dương một cách tự nhiên. Vì vậy, việc nối nghề cũng có thể coi là một gạch nối giữa các thế hệ trong gia đình. Từ bé khi được sinh ra đã được tiếp xúc với cả nghề gốm sứ, thì lớn lên thì khi học xong phổ thông thì tôi cũng về và bắt đầu tham gia cùng với hoạt động sản xuất của gia đình và bắt đầu làm nghề từ đó. Đam mê với nghề gốm, học xong phổ thông, anh Dương đã xin phép bố mẹ cho mở một xưởng gốm của riêng mình. Điều đáng khích lệ là anh Dương đã lựa chọn một hướng đi khá riêng biệt, đó là sản xuất gốm sứ mỹ nghệ phong thủy, đồ thờ, tượng gốm, phục vụ trang trí các công trình đình chùa. So với các sản phẩm gốm sứ nghệ thuật khác, đồ gốm sứ này bên cạnh sự khéo tay còn đòi hỏi sự tỉ mỉ, nghiên cứu mẫu cổ của các thế hệ đi trước và tìm hiểu các tài liệu trong lịch sử. Những mẫu tượng cần đảm bảo vẻ đẹp của từng chi tiết nhưng cũng mang thần thái sống động. Đây là điều khá khó trong công việc tạo hình gốm. Cho loại sản phẩm mang tính đặc thù có nghĩa là anh Nguyễn Thị Dương sẽ phải chấp nhận những thách thức trong nghề. Sản phẩm gốm sứ quê hương tôi thì nó có rất nhiều các cái ứng dụng vào đời sống thực tiễn trong sinh hoạt thường ngày của người Việt Nam, như là bát đĩa ấm chén, rồi là ứng dụng ở trong xây dựng, rồi là ứng dụng trong phong thủy và đặc biệt và trong cái nét tâm linh của người Việt là tượng đình chùa miếu mạo, thì cũng có rất nhiều các cái sản phẩm đẹp. Thì tôi muốn làm các sản phẩm này để quảng bá cái gốm sứ của Bát Tràng và để cho mọi người biết được các cái ứng dụng của gốm sứ trong đời sống thực tiễn như thế nào. Những bức tượng gốm lớn trong chùa Tiêu Giao là tác phẩm được sáng tạo bởi nghệ nhân Nguyễn Thủy Dương. Với những bức tượng thờ tại các ngôi chùa ở Việt Nam thường được tạo hình điêu khắc gỗ, nhưng làm tượng gốm là một công việc hoàn toàn khác. Làm tượng gốm lớn nguyên khối là cả một thử thách. Quy trình nung khối lớn khá phức tạp vì nghệ nhân cần phải tính toán để khi cho vào lò nung ở nhiệt độ cao, tượng không bị bóp méo. Đất sử dụng làm tượng phải vừa có độ cứng cho sản phẩm, vừa phải đủ dẻo để làm toát lên thần thái của từng bức tượng.
theo những cái kinh nghiệm của bản thân tôi thì tôi thấy là có hai cái điểm khó khăn nhất. Là điểm thứ nhất là khi làm theo bố cục và theo những cái đường nét riêng thì nó sẽ có cái độ chịu lực. Mình nói như là nôm na, nhưng khi làm một cái sản phẩm là cái chén này đấy, nung vào nhiệt độ 1200 độ thì cái sản phẩm nó rất là mềm. Thế đòi hỏi làm sao khi cái pho tượng này nó uốn các hình thái khác nhau thì mình làm làm sao mình phải tính toán được cái độ chịu lực của pho tượng để khi mình đưa vào nhiệt độ cao mình ra cái sản phẩm nó vẫn định hình như thế, nó sẽ không bị móp méo. Và cái khó thứ hai nữa là quan trọng là khi làm một pho tượng, quan trọng nhất là cái thần thái. Sản phẩm mà nghệ nhân Nguyễn Thị Dương tâm đắc nhất là bộ tượng các vị La Hán được đưa vào chùa Tiêu Dao. Khi mình làm tượng, ví dụ như các vị La Hán ở đây thì 18 vị có 18 chân tu khác nhau và mỗi vị một tính cách khác nhau. Nhưng mà mình làm sao mình phải lột tả được cái thần thái. Mình nhìn vào vẫn thấy cái sự khoan thai, sự từ bi, hỷ xả, nhưng mà vẫn phải toát lên một cái gì đấy rất là linh thiêng. Cuộc sống từng ngày vẫn diễn ra, nhưng pho tượng gốm cỡ nhỏ vẫn là sản phẩm lấy ngắn nuôi ý tưởng sáng tạo của nghệ nhân trẻ tuổi Nguyễn Thủy Dương. Những sản phẩm gốm, đồ thờ, đồ phong thủy cũng là dòng sản phẩm đáng chú ý của làng gốm Giang Cao. Chọn dòng sản phẩm này cũng đồng nghĩa là chọn con đường làm nghề khó khăn nhiều hơn với các sản phẩm khác. Với bộ tượng gốm lớn cung tiến vào chùa Tiêu Dao, nghệ nhân Nguyễn Thủy Dương mong muốn gửi lòng thành kính tới nơi thờ tự, báo cáo với tổ tông về những việc con cháu đã làm để phát triển nghề cha ông để lại. Các cụ có câu là sinh nghề tử nghiệp thì tất nhiên là cũng sẽ tâm huyết sống chết với nghề, bởi vì cái nghề nó nuôi lớn mình và gia đình mình từ lâu nay. Nhưng mà cũng cái mong muốn không chỉ của riêng tôi và của tất cả các anh em trong làng nghề là muốn là được sự quan tâm hơn nữa của các cấp lãnh đạo để giúp đỡ làng nghề có những cái hướng đi mới và có những cái sự phát triển đồng đều về kinh tế để quảng bá một cái sản phẩm, một cái thương hiệu nó cũng rất là nổi tiếng và lâu đời của thủ đô Hà Nội. Chùa Tiêu Dao đang trong quá trình hoàn thiện. Đây là một ngôi chùa mang đậm nét văn hóa Bắc Bộ, thể hiện sự tài hoa của các nghệ nhân làng gốm sứ Giang Cao Bát Tràng. Điều đó đã tạo nên dấu ấn nổi bật của ngôi chùa trong danh sách các ngôi chùa nổi tiếng của Việt Nam. Khi đến nơi này, chúng ta không chỉ cảm nhận được sự độc đáo của ngôi chùa mà còn cảm nhận được đây chính là nơi những người con làng nghề truyền thống đang phát huy những tinh hoa nghề của cha ông để lại. Hiện tại xã Bát Tràng thì đang nổi lên là hai thương hiệu, đúng không ạ? Đó là gốm sứ Bát Tràng và gốm sứ Giang Cao. Và rõ ràng sự đa dạng từ phía thương hiệu này sẽ kéo theo đó là sự đa dạng về những cái sản phẩm mà có thể sản xuất ra. Và những sản phẩm đó thì chúng ta có thể nhìn từ bên ngoài cũng có thể thấy rằng đó là những cái tinh hoa từ những bàn tay của những nghệ nhân. Họ phải vùi đắp, họ phải vun đúc vào trong đó rất nhiều. Thì ví dụ như những cái đồ gốm sứ mang cái tính tín ngưỡng chẳng hạn, rất cần những cái bàn tay của những nghệ nhân như thế. Thì xin ông có thể cho biết thêm về vấn đề này được không ạ? Cái cuộc triển lãm của họ mà họ còn đang ấp ủ những cái chương trình sẽ đặt ra một cái khu vực trưng bày giới thiệu sản phẩm của từng các nghệ nhân dòng gốm khác nhau. Dòng gốm về gia dụng, về tranh tượng, dòng gốm về cái mang tính chất quà tặng và phục hồi các cái tranh dân gian. Thì tôi cho là cái đó rất là đáp ứng, cái đó nó rất cần thiết. Mà tôi thấy là cái thế hệ trẻ của Giang Cao họ đang có một cái khí thế, có một sự ao ước rất lớn. Chúng tôi đang mở một cái lớp thiết kế chân máy của các nghệ nhân trẻ. Họ đã đăng ký cái này và họ đang học rất tốt. Để nói như thế để cái sức ao ước, cái sức trẻ mà cái sự mong muốn vươn cao lên thì chúng tôi rất đánh giá rất cao, bởi vì chúng ta đang đua tranh chạy với dòng dân gian, với sản phẩm của nước ngoài. Và khi đã mở cửa hội nhập thì chúng ta càng phải suy nghĩ cái này. Cho nên tôi rất biểu dương cái lớp trẻ, đặc biệt là lớp nghệ nhân trẻ của Giang Cao, trong đó có một phần của Bát Tràng. Thì tôi thấy rằng cái Giang Cao đang đi vào một cái bài tương đối nó có quy trình, nó có sự thúc giục nhau và liên kết với nhau
kết nối thành những cái sản phẩm mới. Thì tôi cho rằng nếu cứ đà này và cái dòng chảy của nó như thế này thì gốm Giang Cao sẽ có những bước phát triển rất tốt. Nó vẫn là cái dòng chung của Bát Tràng nhưng nó sẽ có khác biệt, đa dạng hơn, phong phú hơn và tinh hoa hơn. Thì tôi cho đây là ước vọng của cái sự hội nhập chúng ta đối với quốc tế. Rõ ràng là để những làng nghề truyền thống phát triển được thì rất cần sự nỗ lực từ phía các nghệ nhân, cộng theo đó là những hoạt động hợp lý, và quan trọng nhất là chúng ta phải có môi trường để cho những nghệ nhân đó có thể phát triển. Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn ông đã tham gia chương trình của chúng tôi ạ. Thưa quý vị, chuyên mục đối thoại cũng là chuyên mục để khép lại chương trình của chúng ta ngày hôm nay. Một lần nữa xin cảm ơn quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.